cái xin là ưu tia ung pang tầm bơ bố đạo gà Việt Nam đi. Giáo giáo tình đô, ala bơ tao hùng nế tâm môn đạo gà văn làng, đạo gà bơ sân rơ bò Việt, mơ đạo đường là Phong Châu, hơn là gụt đạo âm đạo đường Việt trì nghe đô. Cũng bị hớ mà phú thọ ghé quá phân bên này giàu đường mà ngăn. Tù lập bên áp rắp gạt phân bên này hớ lại chào đường năm, ala chào ghét dồi dân nào giàu tầm bồn âm phú thọ đi. Bù lá nơi đường nằm mới ra bồn khai âm bởi dành dồi prắp dớ á lá chi nhằm bớ ủng bằng lời quân. Dù tầm lá chào trang trụng tầm bởi ta prắp gà rạy kýt nhằm nhau là á lá bồn còn chào âm tầm trọt phú thọ là mỏ đinh thị tâm, chào đường sinh năm âm tầm xã cử đồng, cân hòa thanh sơn. Để mở tàu đường tầm phú thọ, mọ đinh thị tâm ghé tù lập ta kênh cơ bó đường ngăn mơ rẻ kết xeo, phan bơ na còn trao mường. Bà tú găm âm bơ ti tầm lần, mọ né cấp kênh gớt đù ná chào xin suy rải kết xeo bôl mường đi. Mơ bách tầm mòn đù hiểu ít nàng prap phan bơ na còn trao mường, mà mọ né dòi prap. Với những mơ á lá dân nào hờ rờ con, rin rin, né rõ tầm xá anh. Chào con nòm ta nớ đồ, ở tu lời gít ung pàng, mê bạp, hê gầm nhau, né kít bì lời, nàng ghé bề ngay đồ. Ghen bị hỡ mà á lá lỡ đùl nâm hiu, nàng prắp phan còn chào mường bề ngay đồ. Ta nớ nê âm rà lô bróa tầm sân nam bà bù dịch xin, mọ tâm nê bà dành tương ngay nàng lớp bróa kênh gửi bó hệ đi, dồi bắp hàn bà na còn trao mường. À lá bọn âm ngài Chà Rờ, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, anh ý gó rải kít còn trao mường, drum ghét đề dân mọ lọt tút. Tô ghét bróa lớ tầm mọ đi, còn trao mường mà anh ý mọ tút là chế hợp ngăn, tu lời krung kênh đông cờ. Nàng prap gạt phan tăng ngùi ngay đồ, mọ tâm nếp bách tầm mòn hiu prap phan còn trao mường. Bơ hớ, hiu đồ ăn nàng, đù rơi hiêng mét vuông. Ăn ớ hiu đồ, nàng prap á lá, phan bơ nà, âm tầm ná hiu mọ đi. Tú anh tút đồ, lằng bol gỗ cho hợp ngăn. Tú anh gùi bố bờ, nàng đàn, chào bà, chào cho hợp ngăn, á lá phàn hớ, ghé chi anh ghé chi anh mở chu dớ. Bớt tỏa là mọ thàn tút, ghen anh bà mọ yên tân. Anh kinh cứ bố ngăn phàn hớ, ghen anh bà khai bà bên âm. Anh gó mọ tâm là đồ lá chào ghé nụ sân hâm, mơ rải kích còn chào mường. Mọ là đồ lá chào ya luôn rải kích chào. Rai kít còn chào mường, nàng còn sao tận ớt đồ, xin gít phan hớ là gít tân. Còn chào mường ngay nhau kít gớt vì lời. Dắt anh gó, bró lỡ mọ tâm đi là cua màng ngăn. Hớ là bró lỡ giàu, bà còn sao in gít tận ớt đồ, bà còn sao prắp gà rai kít sẽ đi. Hiu prắp phan rai giàu còn chào mường mà mọ tâm né lỡ bờ bồn bà chào mút. Gợi nàng xin. Đỡ đủ nâm phan tầm hiu prap phan còn trao mường, né mọ tâm gạt gọp mơ prap gạt nên ngăn. Tầm dùn hiu rầm né mọ tâm răn đáp buôn nàng. À lá phan trao cơ bó rải kết còn trao mường, tốt chọc xin, ghét lót lao bó còn trao mường tình đò. Mọ tâm cũng là đù nát chào blang như nào chào nát in tuốt chọc xin tớ đù nâm phan tâm rai kích còn chào mường. Hiểu rồi cùng phan đô, mọ tâm né prap né xin uôn, á lá phan tôi ngùi tầm tắc ngay, tầm rá lớp rá, mơ còn chào mường, bữa lá rải giao. Bơ hớ né chân đòa, bơ ăn nàng, bơ ta prap gar lớp ba uôn. Ân prap phan tung ngui bơ cột trao mường. Cho cái thể
Đồng giữa Alai Polkonom tên nữa quá tầm rạy kýs, bó lớn xa, bó cơ trao mường, mơ lá rải đây. Bà mơ hớ là tạo tung cú nút thơm cảnh cơ bố, bó còn trao mường. Lan tỏa được cái tinh thần yêu cái dân tộc của mình hơn. Chúng tôi đã xây dựng cái đề án bố hì nếp bách cơ mòn á lá bà tài trì, lớn nhìn em, hàn bà nà bó còn trao mường, tầm cân hòa thanh sơn. Chắc hớ bố hì nếp bây giờ, tút á lá làm á lá xã anh rạ làm cân hòa. Tam hơ đất bản ngăn tam bata prap gar ala bata ku mang mơ bi yai tus ala bon âm bon xã từng khu dân cư từng làng từng xã một tam bon âm ghế tam mon ala pol nang prap gar ala bata ku mang be đất chợ tur gong trinh prop dâm chi hay là prap gar ala phát tung nguy tam hiểu hả của gia đình. Ngày giàu, gồng trinh là sắp tát cua màng còn trong mường đi. Đù rồng trinh ghé còn trong mường ghé cho bà nâm. Tâm chá bè rồng, trinh giàm, trinh bồng, trinh tlé. Mơ còn trong mường, cho tôi gồng trinh là cho ủ lâm. Tất kinh ghi tát nhằm, rồng trinh găm bà ghít chất bà gần 2 tầm 6 năm. Nếu quá bà ta chào màng bớ gồng trinh, mọ tâm bà mơ á lá chào đường sân nam tam bòn quyết tiến, nét tam bòn bồn tùr trinh. Anh hí âm tùr trinh bồn đô đi là làng đường tam hiu còn trao mường. Ba ngày, bồn còn trao nét bà làm ra gùm tùr gồng trinh, nàng rách chăng tầm ngay bà dùm đường tam bòn, tầm xã, con bể ngay bà dùm đường còn trao mường đi. Bà Tâm với một cái vai trò là một người phụ nữ. Mọ Tâm là tuần lá chào ủ nế lô bóa bà mỡ lá ổn nụ tầm bòn âm quyết tiến nế bách tầm mòn đùl bồn gồng trinh mường lạ lá chào mỏ cho bi bồn đồ nế kế chân nụ sân hâm tầm bà ta bắp gà lắp hàn bần nà bà còn trao mường tốt gồng trinh tầm bà ta đất chợ đất dưới trình bà còn trao mường bà mơ bà ta ủ quát rắc hèl nhị nè ghép rắp gà đồ dùng như là sáo nhị cũng đã được thu thập mọ đi chỉ tâm ghép bê ta cấp kênh lớp lời hớ nàng bà ti wool chỉ nào mường tút ala cho con nòm in chết hớ bô con nòm ghê gít rai gít bô con trao mường sắp đất mường phan xó ala cho nào đất chợ cây kỳ nhi trang phục rồi là các cái làn điệu hát dân ca hoặc là nhạc cụ. Là tụi nó chào lớp bụng rù ghen mộ tâm né quá là kênh prap gạt phát bánh con chào mường pal sân tầm bớ chào con nòm ghê quá à lá dân nào ơ khả con chào hê đi. Mọ xùm bờ đú bớ sram nàng bớ ti bớ to ơ khả con chào mường đi. Nàng bớ đú bớ sram đồ bớ ớ con nòm bớ ti vua là lá chào đài kênh cơ bó bớ con chào mường. Dắt hớ là tâm mút quá chào mút bất tì quá chào tay lớp trẻ sau này là hầu như nó nói tiếng phổ thông bất con nòm tận nơi đồ là bất khai đất tại yuan đất tại con chào là ít ngăn bất còn sau là krung gít sơn mơ già là cao kê ngăn là khai đất tại châu tu mà bất tì bất khai đất chợ ghé sau là gít ghé sau ở gít đất bên nhiều bề hay đất bên là không quá bề tại yuan là bầm ơi mây già bồn mường hỏi là bầm ơi nhưng tiếng mường gọi bầm ơi đây nó rất khó ghen bồn sao tâm mó là bầm ơi cao kê hay là mây lơi à lá dân nào đất bề bồn còn trao mường rầm bề bồn còn nòm là tiệp cao kê ngăn bao ngày mọ tâm bà mơ lá cho ủ đừng nằm tầm bòn quyết tiến gầm bó làm tân nhà bò mường đi nàng bắp gà bà ta cua màng còn trao hay đi mọ gầm bó làm bà to vừa giới chừng nào tân nhà chừng nào đất chợ còn trao không những thế bà còn tổ chức những buổi truyền dạy lại những điệu múa lời hát của dân tộc cho những cháu bà ủ rú bà nu tầm bòn nàng kình gà bó đạ lạ gà còn trao tầm hay đi. Em cảm thấy rất vui và tự hào. Ồ, gói cho hợp ngàn. Tú nế mỏ bà tì à lá tân nè đất trở còn trao hay đi. Em sẽ tuyên truyền cho các bạn. Ồ, bà tì vua là lá bồn gấp yô. Tân nè bà tà đồ. Những cái
Alak chenao tenia do tik lan le o in wa lao tam patan niam kon cha hdi. Alak chenao tenia he la patan niam dik lan yal tus al tel alak chao nang dom yat le bal. Bal mơ bro lơ nên nên, mò tâm nét khổm ốt, nàng làng bò cởi nguồn phân bơ na yao còn trao hay đi, hay đang trao còn nòm. Bơ hớ, nàng đùl bơ ná, bắp gàr, bơ tàn nhem còn trao hay đi, tầm bơ tiền. Tụ đồ gó ngăn, trao đừng nằm, né mơ gầm, trao tâm bơ chủ lùa màng, tầm bơ ta bắp gàr phân bơ na yao còn trao đi. Lớ đồng dắt trao đừng nằm. Chào các đơn tầm hớ đùl bà ná nàng bắp gà phan bà ná còn chào hề đi. Cơ nầm bì hớ mà làng bò tầm bòn nét tà tông gú bà ta cô màng ghế tầm rà bó mơ bỡ ân nàng tầm rà kís. Cơ nầm bì hớ mà rà kís xào hớ là cổ cơ rà bó cô màng tầm Việt Nam đi gớt dùl ân ý tút nhằm bần thơm oa chào nách bớ tà lạ gà rà bớ tí tút hờl. Làm cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đối với bạn bè quốc tế.